Wow, bây giờ có gợi ý gì nữa thì cô Kiến Quy dẫn Hương hai đứa mình thôi. Quy là bạn chúng ta. Đúng rồi. Quy. Sao mặt sượng vậy? Sao, sao Quy? Dạ. Dạ thôi em tìm về cội nguồn của em. Nói sai hả Quy, anh nói sai. Em có thích anh không? Em có thích anh không? Dạ thích chứ. Thích quá thì về với nhau. Thích quá thì về với nhau. Cảm ơn em à. Vậy thôi, còn Huy sao em? Theo cái kinh nghiệm chuyên môn của em. Chuyên môn gì vậy Huy? Dạ game thủ. Chuyên môn đi thi game show của cô Kiến Huy. Cách đánh máy của anh rất là giống một game thủ chuyên nghiệp. Đúng game thủ chuyên nghiệp hả? Thế là vô rồi đó. Thấy này là hai bên cùng nghề đó. Là chắc hát không hay đâu. Em nghĩ anh hát hay đó. Mặc dù nghe em lý giải xong anh cũng không hiểu tại sao hát hay luôn á. Nhưng mà thôi anh cứ ghi nhận ý kiến đó, chứ không phải là bởi vì Huy nó hay là em theo hay hả? Không, đối với em một cái Huy đâu đẹp. Không tin luôn á chị Trang. Chúng ta là một gia đình. Team. Team. Em nghĩ chàng trai này sẽ sở hữu chất giọng trầm ấm. Chính xác ông này là ông hát hay. Cái máy quay camera, cái khẩu hình của ảnh với lại cái thái độ. Khẩu hình và thái độ rất là tuyệt vời. Em nghĩ là hát không hay đâu. Cái gì dạ, em mới nói nãy kêu chất giọng trầm ấm gì mà. Ôi em... Ừ. Rồi em đi không đi. Em chơi game gì bị thùng hả em hay không? Rap. Ờ, rap. Rap. Rap bịch hả? Rap. À, dạ. Rap bơ. Bán bắp ra, rap bơ. Thưa quý vị. Hả, cái gì vậy? Em tức lời anh. Với cách xử lý micro vừa rồi thì khó thể nào là người thường được. Hey. Hey. He sing very deep, very in the nhịp. Cô ấy, anh ấy hát rất là sâu và nhịp. Ừ, ủa là sao? Hát rất là sâu và nhịp là sao? Theo kinh nghiệm game thủ của em tiếp tục thì em nghĩ bạn này trong trường phái là hát nửa miệng. Hát nửa miệng hả? Như Linh biết là trường tham anh có hai trường phái là hát tròn miệng, là trường phái hát nửa miệng. Nãy giờ bạn này hát nửa miệng. Là sao? Có thể là bạn này người biết hát. Mà tròn miệng, nửa miệng là sao? Tao thí dụ ơi. Tròn miệng. Chẳng hạn như là la 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 tròn miệng. Nhưng mà bạn này hát nửa miệng là cái đó là méo miệng. Cái đó là bị giật méo mỏ. Cái này là trường phái nhai xì gà rồi. Bị vậy lâu chưa Quy? Một năm nay em chữa đó. Một năm nay đó hả? Mà y học hiện đại người ta chưa có thuốc. À em có bị lây không vậy? Không, em bình tĩnh. Hai đứa bằng đồ giống nhau quá tưởng bị anh lây. Anh nói sao mà bị lây? Nó là dịch bệnh nó lây cho người ta chứ đâu. Con ơi, hồi nãy giờ là các cô chú ở dưới đây á đón sai tài năng của con hết trơn rồi. Bây giờ là con có một cái quyền là con muốn mời mấy cô chú ở dưới đây á làm cái gì cho con vui cũng được hết. Chú Rô Kiến Huy sẽ chạy một vòng, chạy một vòng, một vòng, một vòng. Để chú Huy cầm cái lồng đèn chạy cùng được không? Ừ. Được, lồng đèn. Bế cái lồng đèn lên. Chạy cùng. Bế cái lồng đèn lên, đúng. Chú ơi. Nè nè, quá sức nè. Bây giờ con ơi, con muốn chú Ngô Kiến Huy hay là chú hít đất hơn? Chú Chính Thành với lại chú Ngô Kiến Huy. Thấy chưa? Làm lẹ đi chú Huy. Mười gái mâm con. Dạ. Trời ơi, chú là chuyên viên thể thao mà. Làm đi, làm đi, làm đi. Một. Ngọc, bình chung tim đúng không Ngọc? Ba, bốn, năm, sáu, bảy, con sẽ đập. Chết. Yeah. Con trai ơi, bây giờ con muốn bắn ai trong nhóm này? Chú Ngô Kiến Huy ạ. Em chúc mừng anh. Con muốn trên này là trái táo, trái nhãn hay trái nho hả? À, sao con này ha? Dạ. Yeah. Lên nó già rồi. Dạ chú Ngô Kiến Huy làm bia cho con mèo cá cày.
Mục tiêu thứ 6. Mãi mãi một mục tiêu. Con ơi, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Dạ rồi. Gặp trên TV. Em chúc mừng anh. Bây giờ có chú Huy, chú Thành có một cái cao kiến như thế này, một hình phạt vô cùng kinh khủng muốn đề xuất cho con. Đó là ở trên chợ con bắn trúng một trái thăng long. Bây giờ chú Thành, chú Huy sẽ ăn hết trái thăng long đó. Ghê lắm á. Ghê lắm. Đó là một cái sự đau đớn kinh khủng khiếp của chú Thành và chú Huy. Con thấy sao? Ăn thôi có gì khủng khiếp đâu. Nhỏ đó là thông minh. Con ơi, chú Thành lo là chú Huy á, chú Huy lành ít dữ nhiều. Trai cho chú thử cái, chú con chỉ chú làm coi. Ai chỗ rồi. Còn sai nữa hả? Ở bên này nè, có nó có cái đồ kê nè. A Xin, hãy hiện tại năng nha A Xin. Chuẩn bị. Khán giả cẩn thận. Hộ giá. 3, 2, 1, bắn. Yeah! Yeah! Quá tuyệt vời. Người anh của chúng tôi thật sự rất là tự hào về yeah. Đấy. Đi. Rồi, anh Đức Thành và em đi. Cảm ơn anh đây. Yeah. Bây giờ làm sao ta? Em nghĩ là trang điểm đó. Anh Huy, có đồng ý với em không? Không em, đồng ý em là... Em là bậc... mẫu nghi thiên hạ, à không, nữ nhi của thiên hạ. Anh chỉ là một người trợ lý thôi. Dạ. Em chọn cái gì vậy? Trang điểm. Trang điểm, đó là một cao kiến. Anh Huy có đồng ý với đáp án của Buka hay không? Nè, đâu đó. Bây giờ là tôi thấy là cái vỏ với cái vịnh xuân của bộ vô à. Đúng rồi đó, em ngay từ đầu em cũng đã xác định điều đó. Cho nên là bây giờ nhóm em sẽ chọn ba cái vụ nhảy dây không bỏ biết, đi. Phải nhóm không luôn á, thiệt không có nói gì. Nói gì hả? Dạ, anh nói đi, anh nói đi. Em nói đi. Em mời anh. Dạ. Sao tôi thấy linh cảm tôi bị ấp mặt lên đất không quá. Có, em mời anh hãy nói đi. Mình chọn cái gì? Đe dọa dữ em vậy thấy trời. Nó mè ông quá nội tôi không dám chọn nữa. Nào, cái nữa nào. Dạ, em chọn diễn xuất. Diễn xuất, đây là đội của anh Huy biết bây giờ Buka. Chốt đáp án là diễn xuất. Thôi bà làm gì bà làm đi, hồi tôi đập mặt dưới đây nữa. Bà chọn diễn xuất. Ừ, bà là diễn xuất. Để coi phán đoán của hai ban bình luận có chính xác hay không. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bé Quỳnh Như. Vấn đề là bây giờ em cảm thấy chỗ ngồi này sao khó ngồi quá. Chưa bao giờ mà tôi thấy thằng em tôi nó cô đơn mà nó bị hất hủi một cách. Không sao cả, tôi vẫn giữ nguyên. Hãy thể hiện mình là một người đàn ông. Tôi qua bển luôn, tôi qua bển luôn, tôi qua bển luôn. Coi đi. Bây giờ chúng tôi là một đội. Coi đi. Chúng tôi là một đội. Chúng ta sẽ đến với thứ sinh viên cuối cùng của ngày hôm nay. À, và bây giờ đội trưởng, anh chọn ai? Ủa gì hả? Đội rồi hả? Tôi cùng đội luôn hả? Em về đội này rồi. Ờ, đội kia. Đội kia nói đi. Đội kia không ai nói gì đúng không? Đội kia không nói nữa. Đội kia để nói nữa. Đúng rồi, đội nói đi. Đội kia trầm lặng quá. Ê, chơi nhạc cụ tự chế đi, cái này vui à. Nhạc cụ tự chế. Nhạc cụ tự chế. Chúng ta cùng thống nhất là nhạc cụ tự chế. Vậy thì sẽ cùng gặp gỡ tài năng nhí cuối cùng. À, trước khi chọn đội thì con có được phạt các cô chú không? Trời ơi. Trời ơi. Được không? Được cái không? Gì? Được không? Được không? Cái gì? Hồi nãy là mình đúng sai đúng không? Hồi nãy đúng sai. Hồi nãy về chung với cái đội nhà này đúng sai nè.
Như vậy thì là nãy nói đồng nhà là bốn, bây giờ nói hai cái thứ tràn về bây giờ. Khi mà nhà người ta chụp thì mình phải chạy thôi. Chạy thôi. hai con cáo trơ trẽn. This was never. Cặp này là được rồi nè, đó nhìn hợp lý nè. Còn cặp của anh mà đi một khách mời hoa hậu làm sao mà anh... Ủa, hoa hậu bộ ra là đi với mấy người hả? Đi bên này. Đây nữa. Một khi mà nhắc đến âm nhạc thì dĩ nhiên gia đình bên đây là gia đình có truyền thống lâu đời hơn. Truyền Thanh Bình hãy phân tích xem nào. Đỉnh lắm. Đỉnh. Bình, mình được mời về để mình nói ngôn từ hơn. Về đàn anh em... Tôi biết rồi. Ê! Tôi biết rồi. Tôi biết là bé này là biệt tài là gì rồi. Là gì? Là cái gì nè? Đáp án khác đúng không anh? Huy nghĩ sao? Theo linh cảm của Huy, Bình sẽ đoán đúng. Nói đi Bình. Hai đứa này trời sinh nó ra cặp cho nó luôn. Cảm ơn anh Huy và anh Bình rất nhiều. Tuyệt vời. Chúng ta không thể nào mà cứ giống nhau như vậy được. Loài người phải có sự khác biệt để vươn lên dẫn chương trình. Cái gì vậy ba? Ông đâu khác biệt mà tự ông đi thi giống người ta là sao? Tôi nói khác, bên anh Thành là dẫn chương trình, tôi là dẫn chương trình. Bất chấp thiệt chứ. Bình là một nhà sản xuất âm nhạc mà, nên cái nhìn của Bình sẽ chính xác. Hoặc là dẫn xuất. Chốt luôn đi chị Sam ơi. 3, 2, 1, chốt. Ca hát. Ca hát. Anh hai con tên gì nè? Dạ anh, hai con tên Hoàng Phúc. Trời ơi, Hoàng Phúc. Nhớ Phúc không? Nhớ chú. Trời ơi. Bạn của hai chú. Anh hai con mấy tuổi con? Anh hai con lớn hơn con mấy tuổi? Dạ 5 tuổi. Trời ơi, thấy chưa? Phúc đúp. Là mới có 10 giờ. 10 tuổi đó. Bé mà bên bữa làm thu cho bé đó. Hôm nay anh hai con có tới không con? Dạ có. Con anh hai con đâu? Kêu anh hai lên đi con. Phúc ơi, bạn con nè. Chú cần dành mặt một số gì? Phúc ơi, chào con trai. Bạn con nè. Đây nè. Nhớ không? Nhớ không? Tôi không quen ông nha. Con biết hai chú này không? Biết. Đó. Nhưng mà con có quen không? Con có quen không? Hả? Con quen biết hai chú này không? Dạ không. Chui xuống. Ủa? Alo? 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 Sao vậy Huy? Anh... Cảm ơn anh hai. Có rất nhiều búp bê xinh xắn dễ thương. Những con búp bê baby. Chẳng hạn như một con ngồi đây nè. Đó. Thấy ghê. Tôi thấy tôi thiệt sự luôn á. Những cố gắng của tôi đã bị đồng đội tôi phá hủy hết. Bé đâu rồi nhỉ? Em còn thấy bé đâu hết. À, hộp quà. Quà thế nhỉ? À, mở ra nhé. Tới mức độ đó luôn á hả? Rồi. Hai cái bốn cô chú ở phía trên. Hai cái là... bốn cô chú là cái gì? MC đếm số gì quỷ. Hai đội bốn cô chú. Cái gương mặt này á là cái dạng gương mặt của các cháu mà nó thuộc về, nó giỏi mấy cái môn mà tự nhiên hơn là xã hội. Thành thử ra là... Khoan, MC chưa hiểu cái câu đó đó. Thì xưa nó học nó đâu có biết gì đâu. Em hiểu mà chị. Tự nhiên là những cái môn học nó đến tự nhiên. Còn xã hội, những môn học ngoài xã hội. Bây giờ chú Trấn Thành sinh năm 1921. Hỏi năm nay chú bao nhiêu tuổi? Chú nói xạo con à. Xuất sắc. Em trọng chưa ra luôn á thiệt chứ. Nó nhớ quá giỏi. Mà quan trọng với sự lừa lọc khủng khiếp của chú Huy. Ai mà nghĩ tấn công được gì vậy đó. Chú hỏi không? Thôi nè. Các cha các mẹ nè. Làm ơn. Có con có cái mà muốn vô chỗ nào mà học hành né thầy Huy ra.
Trời ơi, nó viết tóm cộng mà nó xếp số vậy nè. Xếp gì vậy? Tính ông ra luôn thiệt chứ. Em tính ra chị mới sợ đó Quy. Như vậy là hai đội đã đưa ra những cái chiêu để hai bên nói hết rồi để cân chọn. MC bày đặt gợi ý.